Đây là không gian phần sân phía sau của căn biệt thự, là phần ban công phía trên nối giữa phía sau và phía trước, rất rộng đẹp. Và phần phía sau vực này có thể làm bếp hoặc là pantry. Yeah. Art gallery. Còn phía bên đây là khu cà phê sân vườn hoặc là khu vui chơi art. Đây terrace. Không gian phòng phía dưới tầng trệt có thể thông thành một khối, thành một cái phòng trống lớn. Yeah. Đấy. Phía sau và phía trước rộng lắm. Đấy. Đấy, anh chị. Rất rộng. Yeah.